Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để mà các bạn có thể làm tăng cường đường điện áp đồng thời là công suất của cái bo nguồn led driver nha các bạn. Đây là một cái bo nguồn led driver nha các bạn. Trên đây nó sẽ ghi một cái những thông số mà mình cần lưu ý. Thứ nhất á là cái công suất của bo nguồn led driver nha các bạn. Đây nè, từ 9 đến 24W nè các bạn. Cái vấn đề thứ hai á, là cái ngõ vào AC là điện áp ngõ vào các bạn, nó từ 100 đến 265V. Cái vấn đề thứ ba của mình á, là cái ngõ điện áp ngõ ra là nó cái điện áp DC nó dao động là từ 80 đến 120V DC nha các bạn. Và dòng của cái bo nguồn led driver này á là 300mA nha các bạn. Đây là cái thông số chính mà các bạn có thể nắm rõ khi mà các bạn sửa hoặc độ chế cái bo nguồn led driver. Rồi, ở đây mình sẽ tổng hợp lại hai phương pháp để mà các bạn có thể làm tăng cái điện áp nè, dòng điện nè, công suất của nguồn led driver nha các bạn. Mục đích của mình đó là làm cho cái đèn led từ sáng yếu nó trở nên sáng mạnh hơn nha các bạn. Là nhiều bạn á trong quá trình xài á cái đèn led này lúc đầu á thì rất là sáng, sau một thời gian nó sẽ yếu hơn nha các bạn, các bạn thấy nó tối hơn. Thì mục đích của mình á là làm cho cái đèn led này nó sáng mạnh hơn nha các bạn, như y như lúc đầu. Nhưng mà các bạn chú ý cho mình á, khi mà cái đèn led này á nó càng sáng mạnh á nè, nó sáng mạnh hơn á, thì cái chip led, do cái dòng điện qua chip led á nó sẽ nhiều hơn, đồng thời cái chip led của mình nó sẽ nóng hơn nha các bạn, và cái khả năng mà chết chip led á nó dễ chết hơn nha các bạn. Rồi các bạn lưu ý cho mình cái điểm này. Còn ngoài ra để mình tại sao mà nhiều người muốn làm tăng cái điện áp và công suất nguồn led driver lên, tại vì khi mà các bạn á có cái nguồn led driver là công suất khoảng 9W, mình ví dụ nha, các bạn nhà các bạn có công suất của led driver 9W thì các bạn muốn tăng lên thành 18W để cung cấp cho đèn tiếp led hoặc là led loop á, thì cái cách này á sẽ tạo ra cái nguồn led driver nè có công suất cao hơn từ cái nguồn led driver có công suất nhỏ hơn. Rồi như tay trên tay mình đó các bạn, như cái nguồn led loop nè, cái công suất này khoảng 7W nha các bạn, thì các bạn muốn tăng điện áp công dòng điện lên để cho thắp sáng cái đèn 9W cũng được nha các bạn. Đây là 9W. Hoặc là các bạn có thể độ chế, ví dụ mình giả sử nha, cái nguồn bên trong đó, nguồn led driver, các bạn có thể độ chế lên thành cái nguồn cung cấp cho cái đèn led bulb, cái này công suất khoảng 18W luôn nha các bạn, vẫn ok nha. Thì trong video trước á, mình đã nói về cái sơ đồ nguyên lý của cái bo nguồn led driver, mình có giải thích cho các bạn thấy rồi. Thì trong video này mình không giải thích lại, mình sẽ thực hành cho các bạn thấy là mình sẽ thay đổi cái giá trị RS2. RS2 là cái chân CS của con IC dao động này các bạn, nó là chân số 8 nha. Tại vì trên chân số 8 này nó sẽ mắc hai con điện trở chỉ số nhỏ nối xuống mắt. Mình sẽ thay đổi giá trị RS2 và mình sẽ thay đổi cái con điện trở ngay chân số 2 xuống mát nha các bạn. Trong cái hai trường hợp này á, mình không cần biết cái giá trị RS2 này bao nhiêu và R2 này bao nhiêu, thì mình sẽ đồng đều mình thay con điện trở khoảng 3 ohm vô cái chân RS2 và vô chân số 2 nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ lấy một cái mạch bo nguồn led driver. Đây là mạch nguồn led driver nha các bạn. Mình sẽ lấy bo này mình thực hành luôn nha. Trước tiên thì đây là hai ngõ ra của bo nguồn led driver. Mình sẽ lấy một đầu nối nhanh nha các bạn, mình kẹp vô. Cái chân bên đây á, là chân trắng á, là chân âm nha các bạn. Chân màu xám là chân dương nha các bạn. Các bạn có thì không biết á, thì các bạn nhìn vô nè. Cái chân màu trắng nè, bạn nối với chiếc âm của cái tụ ra.
cái này là chân âm ha, còn chân còn lại chân dương nha các bạn. Nói chung là xác định cũng dễ rồi các bạn, kẹp vô một cái đầu nối nhanh cho mình. Này kẹp chặt nha các bạn, đừng để lỏng nha. Còn cái ngõ vào AC á, mình sẽ hàn hai dây điện vô nha. Các bạn hàn hàn kỹ cho mình nha. Cái dây á thôi nó xúc ra mới không bị chạm chập nha các bạn. Rồi, vậy là xong nha các bạn. Mình đã hàn hai dây AC ngõ vào ha. Rồi, sau đây mình cũng dùng một cái phít cắm nha, mà có nối đầu nối nhanh á. Rồi mình kẹp vô ngõ vào rồi cấp điện cho cái bon nguồn led driver này. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ nha các bạn. Đây mình sẽ đo cái điện áp trước. Mình chỉnh cái điện áp khoảng 1000W DC ha. Mình đã coi cái điện áp ngõ ra của cái bon nguồn led driver là bao nhiêu. Que đỏ thì các bạn nối chân dương ha. Que đen các bạn nối chân âm. Đo điện áp ngõ ra không tải trước nha các bạn. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn và mình ghi cái thông số nha các bạn. UI ở đây nha. Đây mình sẽ tiến hành mình đo điện áp trước nha các bạn. Rồi mình sẽ cấp điện lên, coi điện áp khoảng bao nhiêu ha. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị điện áp U của mình á, của cái bon nguồn led driver này lúc đầu sẽ bằng 36V DC nha các bạn. Mình sẽ ghi U nè, bằng 36V nè. Đây là cái giá trị điện áp không tải nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái cường độ dòng điện của nó ra bằng bao nhiêu. Mình sẽ chuyển về cái thang đo 10A. Mình đo dòng điện nha các bạn của cái bon nguồn led driver này. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị của mình nó đo được là khoảng là 280mA nha các bạn. Cái này bằng Y là bằng 0.28 á, là bằng 280mA. Đây là cái bon nguồn led driver hai cái chị UI lúc đầu. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành nha các bạn. Mình sẽ thay đổi nha. Mình làm tăng nè, tăng điện áp công suất của nguồn led driver nè bằng cái hai cách. Cái thứ nhất á là mình tháo bỏ và là mắc thêm một cái con điện trở 3 ohm vào chân số 2 của IC. Các bạn nhìn cho mình nè, đây là cái sơ đồ mạch của nó nha các bạn. Là mình không cần quan tâm cái con điện trở này lúc đầu bằng bao nhiêu, hoặc là nó có trên mạch hay không có trên mạch, thì mình sẽ thay bằng một cái con điện trở 3 ohm mắc vào chân số 2 của IC. Đây nè, cái con này nè, mình sẽ thay bằng điện trở 3 ohm nha các bạn. Cách 1. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình thao tác luôn ha. Ở đây mình sẽ dùng khò nha các bạn. Trước hết đó, các bạn cũng tháo cái dây nguồn AC ra, đồng thời các bạn xả điện áp trên tụ nha các bạn. Thôi các bạn sờ vô nó sẽ bị giật ha. Mình sẽ thay đổi, coi điện áp trên tụ nó còn không. Mình sẽ dùng tua vít nha các bạn, hoặc là cái bút số điện á. Các bạn xả hai chân cộng trừ của cái tụ nè, nó còn điện nó sẽ phóng điện nha các bạn. Và sau đây nè, các bạn nhìn trên mạch nè,
cái bo mạch này nó không có cái con điện trở 3 ohm nha các bạn. Đây là cái chân số 2 của IC nha các bạn. Thì cái chân này á, nó không có con điện trở 3 ohm thì mình sẽ mắc thêm một con điện trở 3 ohm nha các bạn. Đồng thời mình sẽ đo cái điện áp và cường độ dòng điện sau khi mình đã thay đổi mắc thêm cái con 3 ohm này. Mình sẽ dùng khò nha các bạn. Ở đây mình có một cái bo nguồn led driver nha các bạn. Rồi, mình tìm được cái một cái con điện trở khoảng 3 ohm ở đây nè các bạn. Mình sẽ lấy cái điện trở này và mình thay vô nha các bạn. Đây, trước khi kiểm tra các bạn cũng đo coi thử coi cái con điện trở này phải đúng 3 ohm nha các bạn. Mình chuyển vào cái thang đo điện trở ha. Đây. Và các bạn gạch cho mình có con điện trở này khoảng bao nhiêu nha các bạn. Nó khoảng 3 ohm nha các bạn. Nó có giá trị khoảng 3 ohm ha. Rồi mình sẽ lấy con điện trở này, mình thay vô cái chân số 2 của IC nha các bạn. Mình sẽ lấy khò mình lấy con điện trở này ra. Rồi, mình lấy được rồi nha các bạn. Đây con điện trở của nó. Rồi mình thay vô cái con chân số 2 của cái bo nguồn led driver này. Rồi, cho mình nó ít mở hàng nha các bạn, cho nó dễ bám chì ha. Rồi các bạn đá chân cũng xíu xong rồi nha các bạn. Hay làm rất nhanh ha. Đây là các bạn, cái con điện trở 3 ohm á, mình mắc vô thêm vô cái chân số 2 của con IC này các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đo cấp nguồn, mình đo cái điện áp với cường độ dòng điện khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi, ở đây mình cũng tiếp tục mình lấy cái dây nguồn AC hồi nãy ha, mình cặp vô. Sau khi mình thay đổi cái giá trị con R2, mắc thêm con điện trở 3 ohm vô thì mình đo cái thông số lại coi nó như thế nào. Rồi các bạn cũng chỉnh một cái thang đo 1000 VDC cho mình ha. Đây. Và sau đây mình sẽ cấp nguồn vô nha các bạn. Coi điện áp nó đo khoảng bao nhiêu. Rồi các bạn thấy không? Sau khi mình cấp nguồn vô á, cái điện áp mình đo được là 305 VDC nha các bạn. Các bạn thấy nó tăng lên dữ không? Như lúc nãy á, chúng ta đo được cái giá trị đầu của mình đó là khoảng 36 V. Mà bây giờ cái giá trị khi mà mình mắc thêm một cái con điện trở 3 ohm vào chân số 2 của IC, các bạn thấy điện áp nó lên dữ không? U của mình đó, mình đo được á, U1 nè các bạn, mình U1 ha, nó sang là 306 V nha các bạn. 306 V, nó tăng là từ 36 V lên 306 V nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện I1 của nó luôn. Nó bằng bao nhiêu ha? Rồi kế tiếp mình cũng chuyển về cái thang đo cường độ dòng điện nha các bạn, 10A ha. Mình đo được cái dòng điện của bo nguồn led driver lúc này là bao nhiêu ha. Rồi mình tiếp tục mình cấp nguồn vô. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị cường độ dòng điện của mình nó không thay đổi nha các bạn. Khoảng 280 mA. Đây là lúc đầu của 280 mA.
cái y của mình nó không thay đổi. Cái này nó sẽ tăng điện áp lên nha các bạn. Các bạn 280mA luôn nè. Là dòng nó vẫn giữ nguyên không thay đổi, nhưng mà cái điện áp của nó U1 á nó sẽ tăng lên nha các bạn. Đây là cách thứ nhất nha các bạn, để mà các bạn có thể tăng được cái công suất của nó. Tại vì các bạn á, B sẽ bằng U nhân Y. Nè, B của mình đó bạn sẽ bằng U nhân Y ha. UI nó không thay đổi nha các bạn. U nó thay đổi, U nó tăng lên từ 36V lên 360V. Thì U nó tăng lên á thì P công suất của nó cũng tăng lên nha các bạn. Đây là cái cách mà các bạn tăng cái công suất nè. Từ cái công suất thấp, công suất nhỏ lên cái công suất cao hơn nha các bạn. Ví dụ là tăng điện từ 9W là lên 18W nè các bạn. Rồi, và là đây là cách thứ nhất nha các bạn. Cái cách thứ nhất á, mình đã thêm một con điện trở vào chân số 2 của IC nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành một cách thứ hai. Cách thứ hai là mình thay đổi cái con giá trị điện trở RS2 chân số 8 của IC bằng con điện trở 3 ohm. Tức là sao? Trên sơ đồ mạch này các bạn, cái con RS1 và RS2 nó có giá trị rất nhỏ ha. Nó có giá trị tầm khoảng 1R2 á các bạn. 1R2 là khoảng 1 ohm á. Thì cái giá trị này á mình sẽ thay đổi, mình sẽ tăng điện trở lên, tăng lên thành 3 ohm nha các bạn. Thì xem coi cái ngõ ra như thế nào. Đây là cái con này nè, RS2 nè. Thay đổi cái giá trị này, con này nha các bạn. Mình tăng lên con điện trở này lên thành 3 ohm. Coi cái cường độ điện bây giờ cái điện áp ngõ ra nó thay đổi như thế nào nha các bạn. Nè, đây cách thứ hai. Cái chân rồi chân số 8 của IC có con RS2 thì mình sẽ thay đổi bằng tăng lên điện trở lên thành 3 ohm. Lúc đầu á nó có điện trở là 1R2, giá trị khoảng 1 ohm nha các bạn. Thì như cái mạch hồi nãy của mình á, rồi để mình xả ra nha các bạn, mình xả tụ cái nó còn điện áp không. Rồi như cái mạch hồi nãy của mình đó các bạn, mình mất thêm con điện trở này 3 ohm. Bây giờ mình sẽ tháo con điện trở ra 3 ohm này ra, đồng thời mình sẽ thay cái con RS2 nè, gỡ con điện trở này ra. Rồi mình lấy con này mình sạc qua đây nha các bạn. Mình sẽ đo được cái giá trị điện áp và cường độ điện của nó như thế nào ha. Rồi để mà sạc linh kiện, mình tiếp tục mình bật máy khò lên nha các bạn. Rồi các bạn để cho nó nóng một chút xíu ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo bỏ cái con RS2 nè, mình thay bằng cái con điện trở 3 ohm cái chân số 2 này ra, coi nó khoảng bao nhiêu nha các bạn. Thì cái giá trị ban đầu của mình á, lúc đầu là cũng tiêu giá trị chuẩn của nó là 36V nha các bạn. Và cái dòng của nó là 280mA. Mình rồi mình sẽ làm cái cách 2, mình sẽ thay tháo cái con RS2 ra mà mình thay bằng cái con điện trở 3 ohm đi. Thì xem cái công liệu cái công suất và cái điện áp ngõ ra của mình á nó có tăng lên không nha các bạn. Rồi, mình sẽ tiến hành mình lấy linh kiện ha, mình tháo cái con điện trở 3 ohm trước. Rồi lấy ra được rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo á là mình sẽ lấy cái con điện trở RS2 nè. Mày thấy không? Cái con bên đây á mình tháo ra rồi nha. Con bên đây tháo ra rồi. Bây giờ mình lấy con này mình sạc qua ha. Rồi mình tháo luôn này nha mày. Mình sẽ lấy một cái con điện trở 3 ohm hồi nãy á,
Rồi mình hàn vô ha. Nhớ chồng mình một ít đó, mở hàng á hay nhựa thông á để cho nó dễ bám chân nha các bạn, bám chì cho nó. Rồi ok nha các bạn. Rồi các bạn để cho nó ngủ chút xíu ha. Rồi tiếp theo đây mình tiếp tục mình ghi cái thông số nha các bạn, cái giống giá trị điện áp và cái cường độ điện ha. Ở đây với làm cách 2 mình sẽ ghi được cái giá trị U2 nha các bạn, U2 và cái giá trị của I2. Rồi ở đây mình sẽ đo cái I2 trước nha các bạn, coi nó ra khoảng bao nhiêu ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô. Còn muốn kẹp như lúc bình thường ban đầu nha. Rồi các bạn cứ tiến hành cấp nguồn vô bình thường ha. Que đỏ thì các bạn cứ cấp vô chân dương. Que đen các bạn cấp vô chân âm ha. Đo giá trị cường độ miệng trước, coi khoảng bao nhiêu nha các bạn. Rồi với giá trị I2 lúc đầu á, mình sẽ ghi được nha. Mình cấp nguồn vô nha các bạn. Cái dòng của mình á, nó lên khoảng 310 mm nha các bạn. Lúc đầu của mình nó chỉ có 0.28 thôi, còn giờ nó lên 0.31 là 280 mm giá trị cũ. Còn giá trị mới sau khi mình đã thay đổi cái con điện trở 3 ohm bởi chân RS2 của chân 68 IC thì cái dòng của mình đó nó sẽ lên là 310 mA nha các bạn. 310 mA. Các bạn thấy nó tăng lên không? Từ 280 nữa lên 310. Nó lên khoảng là 30 mA nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ tiếp tục mình đo cái giá trị U2 nó rã bao ra bao nhiêu ha. Mình set vào cái thang đo nhân 1000 mm DC coi. Coi cái điện áp ngõ ra nó khoảng bao nhiêu ha. Đây. Rồi các bạn thấy không? Của mình đó nó lên khoảng là 39 V thôi nha các bạn. Với U2 á mình đo được 39 V. Thấy không? Lúc đầu á của mình 36 V thôi. Sau khi mình thay đổi giá trị, mắc theo con điện trở 3 ohm thay vào cái con điện trở cũ của RS2 á thì nó lên 39 V là nó lên được 3 V nha các bạn. Thì đối với cách thay đổi thứ hai này á, nó thay đổi cái gì vậy các bạn? Cái cách thứ nhất của mình á, mình đã thay đổi được cái công suất nè các bạn. Thay đổi công suất là tăng cái công suất từ cái nguồn công suất nhỏ sang thành cái nguồn led driver mà công suất lớn hơn nha các bạn. Ví dụ là cái nguồn của mình là từ 9W lúc đầu á, mình tăng lên 18W. Là với cái này áp dụng cho cách thứ nhất là mắc thêm cái con điện trở 3 ohm và chân số 2 ha. Còn đối với một cái cách mà các bạn mà làm cho cái đèn led từ sáng yếu của các bạn trở nên sáng mạnh hơn á, thì các bạn áp dụng cái cách thứ hai cho mình. Cái cách thứ hai này á, các bạn thấy không, cái điện áp của mình á nó sẽ tăng lên từ 36 V nè, nó sẽ tăng lên 39 V. Đồng thời cái dòng của mình á, dòng của mình lúc đầu là 280 mA, bây giờ nó tăng lên là 310 mA. Là cái đèn led của mình á chắc chắn là cái nó sáng, dòng nó đi qua tất cả chip led đó các bạn. Mình giả sử đi mấy led bulb này nè, nó dòng nó sáng nó mạnh hơn nha các bạn, là chip led nó phát sáng hơn. Nhưng mà đối với cái trường hợp này á, các bạn lưu ý cho mình á,
khi mà các bạn làm cho cái chip LED sáng hơn thì cái dòng đi qua chip LED đó nó nhiều hơn, đồng thời LED nó nóng hơn nha các bạn. Cái hiện tượng này nó làm cho dễ cháy chip LED hơn nha các bạn. Nên các bạn cần lưu ý cho mình cái trường hợp này nha. Rồi, vậy là trong video này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn hai cái phương pháp để mà các bạn tăng điện áp nè, cường độ điện, đồng thời các bạn có thể tăng công suất lên. Thì mục đích của mình nó làm cho cái đèn LED đó nó sáng yếu trên sáng mạnh, hoặc là các bạn có thể tạo ra cái nguồn công suất cao hơn từ cái nguồn công suất nhỏ hơn nha các bạn. Trong trường hợp thứ nhất á, là tại vì cái công suất nó tăng lên á, nguyên nhân là sẽ có hai đại lượng U và Y. U là điện áp, Y là cường độ điện. Khi mà B tăng á, nó sẽ phụ thuộc vào U và Y. Cái trường hợp thứ nhất các bạn là cái điện áp của mình nó tăng, U nó tăng á, thì cái công suất của mình nó tăng theo nha các bạn. Còn trường hợp thứ hai á, công suất của mình tăng không nhiều nha các bạn, nhưng mà nó vẫn tăng từ do Y nó tăng. Cái do Y nè, nó từ là 280mA của mình mà nó tăng lên 310mA, nó tăng. Đồng thời cái điện áp của mình á, nó tăng từ 36V nó lên 39V DC nha các bạn. Là nó tăng, cái công suất của mình nó tăng chút đỉnh nha các bạn. Còn ở trên là cái công suất nó tăng khá nhiều ha. Nó do cái điện áp của mình nó tăng lên nhiều, nhưng mà dòng điện của mình nó không thay đổi nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn. Thank you.